giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Việt Nam và U23 Thái Lan tại giải đấu năm nay. Và một lần nữa, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng rằng thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam Nguyễn Hoàng và mở bóng cho Bảo Toàn. Bảo Toàn là một trong những cầu thủ đã thi đấu hay nhất trong trận đấu vào U23 Việt Nam, đã vượt qua được U23 Moleste trên chấm đá phạt đền. Tình huống xử lý cầu thủ sự tốt của Tuấn Thành với U23 Việt Nam ở vòng bảng. Bất sự tấn cao và cố gắng kéo U23 Việt Nam vào một cuộc về mặt trận đấu. Yeah!
thoát chân. Nhưng điều quan trọng hơn cả là bóng đã được đưa vào lưới. Không thể tuyệt vời hơn với bàn thắng vào lúc này. Bạn Toàn đang có một pha bật cao nhảy lên chạy chân. Cú đánh đầu của anh đã rơi vào góc khó nhất. Nó ngược với hướng di chuyển của thủ thành Alan Sắt. Không thể còn một động tác cản phá nào được nữa. Tiến đặt. Đường truyền dẫn lên phía trên cho Bảo Toàn. Tiến đặt. Bảo Toàn. Tiếp tục đẩy bóng. Vẫn là Bảo Toàn. Bóng đã đập trúng xa ngang. Hãy cùng xem lại tình huống quay chậm này. Bóng đã chạm vào đầu trung vệ số 6 bên phía ngoài 3 Thái Lan. Vẫn còn cơ hội. Cánh trái đang phát lên. Bảo Toàn. Vẫn là Bảo Toàn. Dứt điểm. Ta sẽ cùng xem lại những nỗ lực của Bảo Toàn. Quyết định dứt điểm quyết đoán thực. Và đá bóng rất dễ dàng. Nguyễn Hoàng. Chủ động chơi ở cự ly ngắn, cự ly trung bình, cầm chắc bóng. Chúng ta ít nhất thì đang thành công với cái phương án này. Cảm ơn Bảo Toàn. Bạn là một biểu tượng cho tinh thần tiếp ứng, luôn sẵn sàng với những nhiệm vụ của quốc gia. Bảo Toàn đã đóng góp quá nhiều trong chiến dịch này. Cảm ơn U23 Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước. Và chúng ta tự hào khẳng định được tinh thần của con người Việt Nam. U23 Việt Nam thân mến, hãy cứ vững tin và tiến bước, bởi tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay. Còn quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Tổ quốc sẽ giang tay đón các bạn trở về trong vinh quang. Và chúng tôi sẽ kể mãi câu chuyện này trong nhiều năm tới cho con cháu thế hệ sau này về một đội U23 Việt Nam. Một đội U23 Việt Nam đã chiến thắng được đại dịch. Rất nhiều những vết đau, rất nhiều những sự chờ đợi, rất nhiều những khoảnh khắc lần đầu tiên trong cuộc đời. Hãy cùng tận hưởng khoảnh khắc này. U23 Việt Nam là nhà vô địch của vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Không thể tuyệt vời hơn được nữa. Cảm ơn các bạn. Thì một ngày đáng nhớ, một ngày tuyệt đẹp cho bóng đá Việt Nam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.